Rim, 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 rim. Wow. Đi đúng đường nha, đi đúng làng nha. Chào Giang. Kỷ niệm lớn nhất cuộc đời của em là em rớt 4 lần thi bằng lái. Em rớt 4 lần thi bằng lái. À, cảm xúc của tụi em hiện tại là vô cùng hoang mang. Sao vậy? Lúc mà trò chuyện với nhau trong hậu trường thì có hỏi là Minh Cú có phải là một người am hiểu về xe an toàn giao thông không? Dạ. Thì Minh quay qua trả lời là chắc chắn là không rồi tụi em. Rồi bây giờ lượt đầu tiên ai thi trước à? Đi. Cố lên. Yeah, rồi đi đi em. Em tin chị. Ủa chứ mà em đi thi hả? Đâu có, em đi ngồi. Đi ngồi đó, Tuyền thi á. Tiếp tục Hoài. Số 3. Số 3. Đúng rồi, số 3. Nhưng tên bị bắt gốc là gì? 5 4 3 Đường 2. Một chiều. Đường một chiều. Đây là một ca khúc rất thành công của Huỳnh Tú. Và biển báo đường một chiều không chính xác. Mời Tuyền Tăng. Mà công nhận ha, Linh đây mới thấy không phải là Minh này với Minh kia giống nhau, mà là Vàng với lại Minh này tóc giống nhau. Nhiều khi ta nói đây với lại anh em nè. Anh hai. Ủa anh hai. Tôi tiên có anh hai. Lấy cái đó đi. À, em lấy số 5 luôn hả? Số 5 là cái gì? À, chết rồi. Em ơi. Cái gì? Nó làm sao? Nó vậy là nó làm sao? Thì nó lạnh, sao? Nó lạnh, nó lạnh. Nó như vậy nè. À. Nó nắm chặt tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi. Nắm tay nhau thật chặt. Đừng có nắm tay, đi ra đường thì đi bằng cái gì? À. Rồi, rồi. Xe. 5. Trời ơi, rồi. Ông này không biết được gì. 3. Em ơi. 2. Ok. 1. Mất lượt. Còn hai biển. Mời Minh. Biển số 4. 2. Gì? 2. 3. Trời ơi, công nhận đội này chơi ăn gian dễ sợ luôn á.